Công ty tôi đang tuyển dụng tại thị trường Hải Phòng. Về mức lương thì mức lương từ 7 triệu cho đến 16 triệu. Đăng ký ở đường link bên dưới, hoặc là tôi có số điện thoại Zalo, hãy kết bạn Zalo để gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua cho tôi để tôi tiếp tục tư vấn cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tôi đang có mặt tại một cửa hàng thiết bị điện nước Minh Nữ ở An Lão. Tôi sẽ quay cho các bạn cửa hàng điện nước này có những mặt hàng gì. Đây. Trước mặt chúng ta là rất là các loại tre. Đây là các bó tre để quây mạ, quây núa. Đây là bao, này là bao bao ni lông để quây quanh núa. Mùa này thì núa nó đang bị chuột phá, đúng không bà? À, chuột phá. Ngoài này là các loại mật cáo chia. Tôi sẽ quay cho các bạn cửa hàng này nó có những mặt hàng gì. Bên ngoài vào thì có các loại bóng điện dạng đông rất là nhiều. Nhà này thì bán dạng đông nhiều rồi, rất nhiều bóng điện dạng đông. Các mặt hàng kim khí, bằng dính điện, chịu tải. Cái nồng này là nồng chuột, đánh chuột. Trong đây thì có loại cút nhựa, ống nhựa, rồi chổi sơn, bằng dính rất là nhiều. Nói chung thì các cửa hàng thiết bị điện nước kim khí thì những cái mặt hàng thì đối với tôi rất là thông dụng. Đây là ngoài này thì bay cho thợ xây. Đấy. Đây là bà chủ. Các bạn đã biết cuộc đời cô nữ chưa? Đấy. Không đúng. Cuộc đời cô nữ. Cô chủ đang lấy ni lông để bán cho khách ở trang mạ. Chúng ta ra ngoài này có thể tâm sự một chút. Thì thưa các bạn, thì hôm nay tôi làm video này thì có một vấn đề như sau. Tôi xin thông báo với tất cả các bạn, vấn đề đó là công ty tôi đang tuyển dụng với 3 vị trí cho nhân viên kinh doanh tại thị trường Hải Phòng. Đấy. Nếu anh chị và các bạn có quen biết ai là người ở Hải Phòng đang có nhu cầu tuyển dụng ở vào vị trí nhân viên kinh doanh thì hãy liên hệ với tôi, hoặc là tôi sẽ để một đường link Facebook hoặc là Zalo, số điện thoại kết bạn Zalo. Các bạn có thể trực tiếp nhắn cho tôi để được tư vấn. Thì tôi xin nói sơ qua về công việc kinh doanh. Chúng tôi đã có một hệ thống sẵn, có các cửa hàng trên tuyến có sẵn rồi. Các bạn chỉ việc đến ngày đến giờ đi đúng cái tuyến đấy, cửa hàng đấy, làm việc với chủ cửa hàng. Nhà phân phối tôi thì có rất nhiều các sản phẩm anh chị có thể bán được cho khách hàng, như là các loại thiết bị điện của Ominsu, đó là ổ cắm, phích cắm, đuôi trách, đuôi treo, ổ dây, rồi cầu dao, automat. Nói chung là rất là nhiều của mặt hàng của Ominsu. Thế là thiết bị điện của MVEA thì cũng là mặt hàng rất là thông dụng ở thị trường, như là bóng điện các loại, rồi là ổ âm tường, automat các kiểu, rồi các nhãn khác như là Uninai, Akido, là những hãng máy bơm, và cũng là con hàng nồi cơm siêu tốc. Nói chung là có rất nhiều hãng, từ mặt hàng của Việt Nam đến những mặt hàng của Trung Quốc đều có cả, như đèn đổi đầu, đèn pin, các kiểu rất là nhiều. Thì anh chị đang có nhu cầu tuyển dụng thì hãy đăng ký ở đường link bên dưới, hoặc là tôi có số điện thoại Zalo, hãy kết bạn Zalo để gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua cho tôi để tôi tiếp tục tư vấn cho các bạn. Công việc thì cụ thể như nào thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp với tôi để tôi có thể chia sẻ cái công việc đó.
Thì về mức lương thì mức lương từ 7 triệu cho đến 16 triệu. Thực ra là cái mức lương nó không giới hạn. Các bạn làm tốt thì nó có thể là cao hơn. Chưa biết làm như thế nào thì sẽ được đội ngũ anh em chúng tôi hỗ trợ trong một thời gian. Thì nếu các bạn đang có nhu cầu hoặc là có người quen nào đang ở Hải Phòng, đang muốn tìm việc, thay đổi không khí công việc, muốn thay đổi cái công việc bạn đang làm nó tự do hơn, nó phóng khoáng hơn, nó muốn thay đổi cái không khí của mình ấy, thì hãy nhanh tay đăng ký. Chúng tôi chỉ có 3 suất. Hết 3 suất thì chúng tôi sẽ tạm dừng cái công việc này lại. Thì các bạn hãy nhanh tay là những người đầu tiên. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tôi đang có mặt tại hàng kênh Lê Chân, Hải Phòng. Có mua con máy này hơn 10 triệu. Cả bộ thành thân của nó là gần 20 triệu. Máy vừa quay phim vừa chụp ảnh. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái cửa hàng về thiết bị điện. Thì ngoài này thì cô ấy đang rán cá này, các bạn bắt cá đây. Bên đây thì có cô đứng đếm tiền, cô ấy đang đếm tiền đây. Cô bán hàng ăn sáng, bánh chưng, bánh dày, chuối, trà xanh, các loại rau củ. Chắc tầm này là cũng bán gần hết rồi. Bán gần hết rồi. Đang kiểm tiền. Đang kiểm tiền sắp về rồi. Mà đồ điện thì chưa có ai vào. Mà hàng đồ điện của cô bên đây, cô từ sáng giờ bán được mỗi cái ổ cắm thôi. Mỗi cái ổ dây. Tôi rất là thích cái không khí ở trong phố nó như thế này. Nó vừa phố mà lại vừa quê cô nhỉ. Nó vừa ấm cúng mà lại nó lại vừa hiện đại. Bên kia cái nhà cao tầng này, nhà rất là đẹp, trong phố nhà đẹp. Bên kia thì còn nhà đẹp hơn. Vâng. Đây là món món cá. Đây là rau sống của cô ấy. Đây là cô đang rán cá. Món cá rán. Cá là cá chấm trắng hay chấm quả ở cô? Chấm quả. Món này món cá chấm quả. Thịt rất là chắc. Đợi nó đanh chút nữa thì dở nó không bị. Hàng này dạo này nó chán mà hàng lịch luôn. Đến đây đây, cô ở sao? Đến liên tục, đến đúng lúc cô không qua đây. Hôm nào mà cô ngồi đây trước là trong vào đâu. Cái này để gì đấy hả? Cái đấy để đám gì? Chụp ảnh nha. Để chụp ảnh đấy. Vâng. Để chụp ảnh cái gì? À vâng. Cái ảnh hay à? Đây bán cá. Quay bán cá đang bán đồ điện. Cái này không, nó cho cái điện thoại ra. Cái này thì cũng chụp ảnh được à? Không nhìn rồi. Đấy, cô nhìn đi, cô nhìn cô quay ở mặt cô đẹp không? Xong rồi có vào điện thoại được không? Không có gì, hay là mình chỉ như này để chỉ để xem. Nó đang vào đây. Đang vào đâu? Đang vào mặt cô rồi. Biết rồi, nhưng các bạn mình cái này có phải cần để lấy điện thoại đâu. À, xong lúc mình xem mình như nào. À, xem thì mình cho điện thoại được. Các bạn điện thoại á? Ừ. Đây à? Vâng. Đấy. Quay. Vâng. Đây à? Quay như là quay video ấy nhỉ? Vâng, quay giống như là quay video thôi. Hay không? Đắt. Cô là đắt.
Đợt này hàng họ nó có chạy không? Bán một ngày có kiếm được vài triệu không? Vài triệu thì không làm gì. Thật, không vài triệu thì nghỉ nhỉ? Vài triệu nghỉ. Nghỉ rất khỏe. Đây cô rán một tí mà cá vàng nó đẹp rồi này. Cá vàng rất là đẹp rồi. Đây con là cá đi, cá chắc nhỉ?